Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cô thấy sao ạ? Tôi thấy nó nhẹ chân. Nhẹ mà nhẹ cỡ nào? Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Động 80-50%. Nên đỡ hơn nãy. Rồi. Đỡ là đỡ thế nào? Đỡ chắc cũng được thôi. 5-6 giờ. Rồi bây giờ đứng lên ngồi xuống đi chị. Phải đang đi rồi đứng lên xuống đấy chứ. Nữa. Ngồi. Xuống đỡ được. Nhưng mà đỡ hơn nãy. Nó nhanh hơn nãy. Rồi ok. Vậy là nhẹ cái chân khớp rồi. Cái chân gắn nó nhẹ hơn nãy. Nhẹ hơn. Lên xuống không đỡ hơn nãy còn chân rồi. Nhẹ hơn. Nhưng mà ngồi thì nó cũng được hơn nãy. Đỡ hơn nãy. Rồi, ngồi khá hơn ha. Ngồi nó thấp hơn chút xíu được. Rồi, ngồi thấp hơn chút xíu, bây giờ ra ngồi xem sao. Ngồi xuống xem sao ạ. À, so lúc trước đỡ hơn rồi. Đỡ hơn rồi, lúc đầu. Đúng rồi, lúc đầu đâu có ngồi được thế. Rồi, mà nghe nó nhẹ, mềm hẳn nha. Nhiều quá. Nhưng mà lúc nãy mới lúc đầu ngồi mà nó nhịp tường để cái mông mà sát vô tường để không được. Còn bây giờ là bây giờ ngon hơn, bây giờ ra đứng lên ngồi xuống xem sao nha. Đứng lên ngồi xuống đi. Ngon rồi. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn nè. Mà có đứng lên ngồi xuống được không? Ra thử xem. Nhưng mà co lại co không được. Không sao, mà cứ thử xem sao, cố gắng. Từ đầu hết được co này bạn. Ngon hơn lúc trước rồi. Đúng không? Dạ, ngon hơn rồi. Dạ. Rồi. Nhưng mà nó cái chân này co lại nó thấy nó nhẹ hơn chút. Rồi, nhưng ngồi xuống xem sao. Ngồi hẳn xuống rồi. Rồi, ok. Rồi, lúc trước đâu không ngồi được. Nhẹ bớt mà có đứng lên ngồi xuống được không ạ? Xem sao với lúc trước thế nào. Khác hẳn rồi. Khác hẳn rồi đúng không? Thấy khỏe mà hả, cái chân nó không có đau nữa, co lên co xuống nó không có đau. Rồi bây giờ cô đứng lên ngồi xuống xem sao. Khác hẳn ha. Vui không cô? Rồi mọi người cho tràng pháo tay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.